Chào mừng các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con Good và một con Được Kem các bạn. Bò này nằm ở trại bò của anh Ngon các bạn, ở ấp 3 xã Tân Hành Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Đây, Được nè các bạn, Được anh Good nè. Ngoài mét mốt bò các bạn, chân móng hoàn thiện nè các bạn. Chân móng hoàn thiện, đòn dài. Đó, đầu to, đòn dài, đầu trụi các bạn. Đít nè. Đây, Được Kem đó các bạn. Cặp này thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn, ngoài mét mốt bò các bạn, giá 36 triệu. Đó. Kem chân móng hoàn thiện, xương chà bá luôn các bạn, xương cối nha. Lưng một lưng nè các bạn, lưng một lưng. Chân móng hoàn thiện hết. Giá là 36 triệu các bạn, 36 triệu. Đó, anh em nào, bạn bè nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của trại bò anh Ngon, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Mình comment dưới màn hình video. Giá 36 triệu các bạn. Cao ngoài mét mốt bò các bạn. Đó, ngoài mét mốt bò giá 36 triệu các bạn. Đó, chân móng đồ hoàn thiện hết tất cả các bạn. Chân móng hoàn thiện hết. Đó, đầu trụi nè các bạn thấy không? Xương chà bá luôn các bạn. Hai con này nó đồng đồng nha các bạn. Hai con này nó đồng đồng nhau. Ngoài mét mốt bò các bạn. Giá 36 triệu các bạn, giá 36 triệu. Đó, chân móng đó là hoàn thiện nữa các bạn không? Đó, chân móng hoàn thiện hết rồi các bạn. Đó, anh em nào gần xa có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn, trực tiếp số điện thoại của trại bò anh Ngon, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Đó, và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là con anh Good, con Kem chủ báo giá là 36 triệu.